Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Thùy Siêu nha. Hiện tại thì anh Quốc Hải anh đang đóng một mẫu Tào Thái, là mời các bạn xem ha như thế nào. Ơi, hình ảnh thân tàu nha, đổ khuôn composite nha các bạn. Ồ, cái này kích thước nhiêu vậy anh Hải? Dài 1m38, chiều rộng của nó là 3 4 4 2 42 cm ha. Rồi, cái này cũng chưa gắn lấy ký các bạn. Này mình chơi lấy cái cây, lấy cái sắt gì anh? Cây. Cây ha. Dạ. Rồi. Ok, đây là cái phần thân ha. Nè, phần này thì hầm. Còn phần này thì trong cabin ha. Rồi các bạn nào cần thì cứ liên hệ với anh Hải thôi. Ảnh thì đóng rất là nhiều mẫu. Có số điện thoại trên màn hình đó ha. Còn phần mũi lô này thì nào xong thì sẽ cắt bỏ nha, nó gọn lại nè. Cái này là lươn đụng nha các bạn, đó, mô phỏng giống hệt luôn. Mẫu này là mẫu Thái Lan nha các bạn, chứ không phải mẫu của Kiên Giang mình nha. Rồi anh Hải đang làm cái phần cabin nè. Ý tưởng chưa, ghép lại tỉ mỉ lừa chứ. Cái này mình làm trong vòng bao lâu vậy anh Hải? Cái này làm khoảng 2 ngày rồi ha. Rồi ghép vô một phần đặt máy này nọ cũng phải tuần không ta? Tuần lễ. Sơn phết thì tuần lễ ha. Cái chiếc này là bao nhiêu tiền vậy anh? Chiếc này 14 triệu. 14 triệu là máy máy gì anh? Máy động cơ, máy nổ, máy hệ thị. Máy hệ thị luôn ha. Dạ. Thì khi nào mà hoàn thành hết ha, mình sẽ quay thêm một cái clip tàu chạy ha. Rồi cái này có lên phụ kiện đầy đủ không anh? Đầy đủ phụ kiện. Dạ. Cái này là chạy chân vịt bao nhiêu anh? Vịt 12 xăng 5 cánh. 5 cánh ha. 5 cánh. 12 cm hả? Ừ, vịt thao. Tấc 2 ha. Thao. Vậy là cái chân vịt đó là mấy mấy trăm anh? Vịt đó 300. 300 ngàn. Thì nói chung thì cũng có giá cho các bạn muốn mua phụ kiện vậy đó. Các bạn thường nếu mà đang chạy 4 cánh thì muốn đổi qua 5 cánh thì ok thôi. Ủa rồi rồi nó cũng có tác dụng gì anh? 5 cánh 4 cánh anh? 5 cánh thì nó chạy nó bắt nước nhanh hơn ha. Rồi, tốc độ nó lên đó các bạn. Mẫu này mẫu Thái Lan nha, mình cũng đang mong chờ xem em nói như thế nào. Từ từ đi, từ từ các bạn xem có nhiều cái hay lắm. Từ Siêu quay với các bạn coi những cái thứ mà độc độc lạ lạ không à. Có những người người ta nói á, làm 30 giây xong, do đó là làm dễ ăn lắm. Cả một quá trình đó. Không phải dễ ăn như mình nghĩ đâu. Nè, cắt nè. Từng ly từng tí, từng ly từng tí nè. Hoài nè. Ghép lại như ghép logo vậy. Ừ. Ủa ghép lại rồi có cái dán cái sắt phải không anh? Ờ đúng rồi, cái sắt. Ờ nếu mà có những người ta muốn học nghề anh có dạy không anh? Có. Dạy luôn ha. Em nào muốn đam mê muốn ấy thì lại đây mình chỉ hướng dẫn cho không có gì hết. Nói chung thì đam mê mới làm được, không đam mê không làm được. Dạ. Phải tỉ mỉ, phải cần cù, kiên nhẫn nữa. Rồi, hiện tại cơ sở của mình thì hiện giờ chỉ có mình anh đóng thôi á. Hay thì chứ. Rồi lúc trước giờ có thuê người làm không anh? Có thuê mà nó bỏ chạy trơn rồi. Bỏ chạy trơn luôn hả? Ơi. Làm nhỏ nhỏ nó làm biến làm quá, nó không chịu làm. Đúng rồi, phải cần cù tỉ mỉ. Vô nó trà để trà rửa không à. Dạ. Làm biến, cái này ai đam mê xuyên nữa có tánh tỉ mỉ mới làm được, chứ còn mấy nào làm được đâu. Dạ. Thấy đơn giản vậy đó mà cắt. Biết bao nhiêu thời gian mà nói chứ đâu phải ấy đâu nè. Nhiêu thôi đó là các bạn hiểu rồi. Có ông anh không làm được mẫu. Ừ. Đóng chiếc cỡ mét này. Dạ. Làm
vô mấy miếng be rồi em đem xong được bỏ luôn. Rồi rồi. Cái hoài làm biến làm. Dạ. Yeah. Là lúc đó là đóng tàu gỗ ha. Tàu gỗ. Dạ. Yeah. Vô be gãy hoài đem dùng xong bỏ luôn. Nếu mà có dịp thì đóng tàu gỗ thì mình sẽ quay một cái clip cho các bạn coi, tại vì anh Hải anh không có đóng tàu gỗ nữa, nhiều nữa thôi. Chứ hiện giờ khách thì đặt công xích là nhiều ha. Tàu gỗ nó nặng lắm. Nặng mà công nhiều đó anh. Tốn công dữ dằn lắm. Chứ mà phần tàu gỗ thì nó đẹp rồi đó. Cái thì nó một chiếc tàu gỗ là anh em mua được hai chiếc tàu không? Mua chiếc hai tàu xích ha. Dạ. Cái chiếc tàu gỗ bự cỡ vậy là cỡ nhiêu tiền anh? Chiếc này khoảng cũng là gỗ bự cỡ này thì nó 17 triệu. 17 triệu ha. Dạ. Hoàn thành hết ha. Dạ. À, chưa có sơn nha, chưa có trang trí. Chỉ giờ họ đóng đêm dưới vỏ tàu rồi thôi. Thôi bây giờ mình cũng quay sơ bộ thôi các bạn. Tại vì khi nào hoàn thành hết chiếc này thì mình sẽ quay thêm clip ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cần thì liên hệ với anh Hải nha, số điện thoại trên màn hình. Bye bye các bạn nha. Chào khán giả đi trời. Cười cái đây. Chào khán giả nha. Rồi, hẹn bạn clip sau đi.